Quý vị thân mến, ngay sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, công việc trước mắt của chính quyền cách mạng khá bộn bề, trong đó có nhiệm vụ giáo dục, cải tạo tù binh, hàng binh ngụy. Thiếu tướng Nguyễn Viết Khai, nguyên chính ủy trường sĩ quan lục quân 2, vẫn nhớ mãi kỷ niệm về những lớp học đặc biệt cách đây 48 năm. Qua những hồi tưởng của các nhân chứng lịch sử, chúng ta cùng xem lại những kỷ niệm trong các lớp học cải tạo dành cho người của chế độ cũ trong video ngay sau đây. Lớp học cải tạo cho sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa sau 1975 có gì? Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, số tàn quân của quân đội Việt Nam Cộng Hòa tan rã tại chỗ khá đông, một số vẫn tiếp tục lẩn trốn và tìm cách chống lại chính quyền mới. Một số còn thu thập nhân lực, chôn giấu vũ khí, xây dựng kế hoạch hoạt động vũ trang để lập vùng ly khai. Để đảm bảo trật tự an ninh, tháng 6 năm 1975, Chính phủ Cộng Hòa miền Nam Việt Nam ra thông báo bắt buộc sĩ quan quân đội và viên chức thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa đi học tập cải tạo. Để phân định và có chính sách đối xử thỏa đáng, chính phủ cũng phân biệt rõ những công chức làm việc cho địch vì hoàn cảnh, vì đồng lương thì không coi là ngụy quyền. Riêng ở Sài Gòn, có 443.360 người ra trình diện, trong số đó có 28 viên tướng, 362 đại tá, 1.806 trung tá, 3.978 thiếu tá, 39.304 sĩ quan cấp úy, 35.564 cảnh sát, 1.932 nhân viên tình báo, 1.469 viên chức cao cấp trong chính quyền và 9.306 người trong các đảng phái phản động. Một công bố của nhà chức trách đã nói rõ, việc tổ chức cho ngụy quân ngụy quyền và các đối tượng phản động ra trình diện học tập cải tạo thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước, có tác dụng phân hóa hàng ngũ bọn phản động, cô lập bọn đầu sỏ ngoan cố, đập tan luận điệu tuyên truyền chiến tranh tâm lý của địch, tranh thủ được sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân. Chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam đề ra 4 thành phần cần tập trung đưa đi cải tạo. Thứ nhất, ngụy quân, sĩ quan quân đội từ cấp úy đến cấp tướng. Thứ hai, ngụy quyền là cảnh sát, tư pháp, hành chính. Thứ ba là đảng phái phản động, đảng viên chống cộng. Thứ tư là đầu hàng phản bội, tức là các phần tử bị chiêu hồi. Ngoài ra, có những người không thuộc bốn diện trên nhưng có hoạt động chống cộng như nhà văn, nhà báo và biệt kích cầm bút, bị nhà nước ta xem là chống cộng thì cũng phải đi học tập cải tạo. Các tội phạm hình sự như trộm cắp, ma túy, cướp giật, cướp có vũ trang, hiếp dâm, nếu bị bắt cũng phải đưa vào trại. Lao động cải tạo còn áp dụng cho các công dân vi phạm pháp luật, vướng vào tệ nạn xã hội nói chung, đặc biệt là trong giai đoạn hơn 10 năm hậu chiến. Tính từ 30 tháng 4 đến hết năm 1975, lực lượng an ninh Sài Gòn ra định điều tra làm rõ 5.305 vụ trên 6.959 vụ hình sự, truy quét, triệt xóa nhiều băng ổ, nhóm trộm cướp, chuyên nghiệp khét tiếng, như băng cướp do Đoàn Đình Hùng, tức Hai Sang, đã gây ra 94 vụ giết người cướp tài sản. Trại cải tạo tù binh Việt Nam Cộng Hòa được chia ra làm nhiều khu, mỗi khu có nhiều đại đội trại viên, dưới là nhóm gọi là B. Mỗi B có 30 trại viên do một cán bộ hạ sĩ quan phụ trách. Trại viên được gọi là phạm nhân hoặc cải tạo viên. Khi vào trại, họ được cấp và phải học kỹ tài liệu 38 điều nội quy và 4 tiêu chuẩn cải tạo. 4 tiêu chuẩn cải tạo đó là thành khẩn khai báo, lao động tự giác, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy và các pháp lệnh nhà nước, giúp bạn cải tạo cùng tiến bộ. Theo các cựu tù nhân Việt Nam Cộng Hòa kể lại, thì các buổi học tập chính trị của họ bao gồm nhận đề cương nội dung bài, tìm hiểu nội dung, nghe giáo viên giảng bài, suy nghĩ về nội dung và lời giảng của giáo viên, không bàn thảo với ai để viết một bài nhận định để trình bày với tổ, phát biểu trước tổ học tập, hội thảo cấp B cao hơn với 3 tổ, hội thảo toàn trại, rồi viết bài tổng kết học tập dài cả chục trang, cuối cùng là tổng kết và giải đáp thắc mắc. Không cần cải tạo, chỉ cần thành công dân. Cuối năm 1975, đầu năm 1976, Thiếu tá Nguyễn Thế Trị cùng anh em giáo viên trường quân chính B2 được chỉ định tham gia nhiệm vụ đặc biệt, làm giáo viên cải tạo sĩ quan chế độ cũ từ cấp đại úy tâm lý chiến đến cấp trung tướng ở cơ sở Suối Râm, Long Khánh, Đồng Nai và ở quận Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là những hồi ức của Thiếu tá Trị kể về những kỷ niệm khi nhận công tác đặc biệt này. Các đối tượng sẽ được trải qua 10 bài học theo đúng giáo trình cách mạng, sau đó phải viết bản thu hoạch cá nhân.
đa số tù binh luôn cố gắng hoàn thành bài học và bài thu hoạch thật tốt. Thậm chí, nếu đánh giá về lý thuyết trên trang giấy, có thể cho họ đạt giỏi tới 7-80%. Nhưng điều quan trọng hơn cả là về nhận thức trong đầu của họ. Thực tế, chế độ cũ đã tuyên truyền rất xấu về cách mạng, cho rằng ta sẽ trả thù tàn bạo. Nên những người này ác cảm với cách mạng, toàn viết thu hoạch nói tốt để đối phó, để không bị trả thù, và việc viết báo cáo khác với họ nói bên ngoài. Thiếu tá Trị tâm sự rằng, sau này có dịp đọc các bài báo mà các sĩ quan chế độ cũ đi Mỹ mô tả các lớp học tập cải tạo, họ nói khác hẳn với những gì họ viết, thậm chí còn xuyên tạc phóng đại sự gian khổ trong khi cải tạo. Họ cũng mô tả sự gian khổ cương điệu, làm oai mình lên, theo mô típ yêng hùng cá nhân, hùm thiêng xa bẫy, giống hệt các tích tuồng tàu. Họ không nói đúng sự thật mà họ biết. Chính chúng tôi, những người giảng bài giáo dục cho họ và biết bao lớp cán bộ quản giáo, cũng phải sống trong vô vàn khó khăn. Thời ấy đất nước vừa thu về một mối, không có nguồn viện trợ như trước, hậu phương lớn cũng dốc sức dốc lòng cho thống nhất non sông. Các cán bộ giảng dạy tù binh Việt Nam Cộng Hòa còn được đi thực tế, đến từng gia đình sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa cấp bậc từ thiếu tá đến trung tướng để tìm hiểu thực tế đời sống của họ. Đến nơi mới thấy gia đình họ có mức sống rất cao và khá giả. Thiếu tá Trị kể, chúng tôi biết sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa ít nhiều đều có vốn văn hóa khá cao, không ít người là sinh viên, học sinh và đào tạo sớm thành sĩ quan. Chế độ cũ cũng dành đặc ân, ưu ái cho sĩ quan trung, cao cấp. Sĩ quan cấp úy cũng có mặt bằng lương bổng đủ nuôi cả gia đình. Trong khi đó, sĩ quan của Quân đội Nhân dân Việt Nam dù cao cỡ nào cũng do dân nuôi, đời sống khiêm tốn. Khi đó ai có chiếc xe máy Honda 67 là khá giả. Rất nhiều gia đình cán bộ trung cấp chưa có tivi, nói chi tủ lạnh, máy lạnh như gia đình sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Chỉ cần vào khu gia binh của sĩ quan cấp úy của họ cũng thấy một trời một vực so với sĩ quan của ta. Vào thời điểm ấy cũng dễ hiểu khi các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa chưa thể quên đi và phủ nhận quá khứ của họ. Chế độ viện trợ Mỹ và sự ưu ái nhằm tư sản hóa đội ngũ sĩ quan, ấy là căn cốt để họ trung thành, bám lấy những lợi ích vật chất được hưởng quá là ưu đãi. Sau những chuyến tìm hiểu thực tế kể trên thì những giáo viên cải tạo đã nhìn kết quả học tập của sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa bằng cái nhìn khách quan hơn và đề nghị cấp trên tìm giải pháp hiệu quả để cải tạo họ, trở về là công dân, bình đẳng, hòa hợp với cộng đồng. Kỷ niệm về lớp học đặc biệt. Thiếu tướng Nguyễn Viết Khai, nguyên chính ủy trường sĩ quan lục quân 2. Cách đây 48 năm, ông là học viên của Học viện Chính trị, được cử đi làm nhiệm vụ cải tạo sĩ quan chế độ cũ. Câu chuyện dưới đây là kỷ niệm có một thời như thế, khi ông làm thầy giáo của những học trò đặc biệt. Tướng Khai nhận nhiệm vụ vào Nam cải tạo tù binh vào hồi tháng 5 năm 75. Trước khi lên đường, ông và những người cùng đi đã được quán triệt kỹ về công tác địch vận, chính sách hòa hợp, hòa giải dân tộc, nội dung tuyên truyền giáo dục về công tác tù binh, hàng binh. Ngày 16 tháng 6 năm 75, tướng Khai tới thành quan năm Hóc Môn dự tập huấn, ông kể. Đoàn chúng tôi có 15 người do đồng chí Tưởng cấp bậc đại úy phụ trách. Về đây còn có 15 người nữa của H12, phiên hiệu trường sĩ quan lục quân 2 ngày nay, do đồng chí Tư Tâm, trưởng khoa giáo viên chính trị H12 làm trưởng đoàn. Chúng tôi được phân công về trung đoàn 3, sư đoàn 500 tại căn cứ Tràng Lớn, nay thuộc xã Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh. Đây là căn cứ quân sự quy mô lớn, rộng khoảng 6 km2, từng là nơi đồn trú của sư đoàn 25, tia chớp nhiệt đới của Mỹ, cách thị xã Tây Ninh khoảng 4 km. Cạnh căn cứ có tuyến đường 22B, chạy ra khu vực Bến Sỏi, sông Vàm Cỏ Đông qua biên giới Campuchia. Căn cứ Tràng Lớn là nơi ta dùng để tập trung cải tạo, giáo dục tù binh, hàng binh ngụy, quân, hàm từ thiếu úy đến thiếu tá, khoảng 13.000 người gồm đủ các lực lượng, bộ binh, pháo binh, cảnh sát, tình báo, biệt phái, sĩ quan tâm lý chiến, chia thành 3 trung đoàn, mỗi trung đoàn có 5 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn có từ 800 đến 1.000 đối tượng. Tướng Khai cho biết, chương trình giáo dục tù binh Việt Nam Cộng Hòa được chia thành 10 bài, nội dung bám sát vào vấn đề, khai sáng ranh giới bạn, thù, ta, địch, vạch rõ âm mưu chính sách thực dân kiểu mới của Mỹ, phân tích làm rõ tội ác của Mỹ, làm rõ thắng lợi vĩ đại tất yếu của cách mạng Việt Nam, chính sách hòa hợp hòa giải dân tộc của Đảng ta, của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Số tù binh tham gia học tập cải tạo ở trại thì rất đông, nên mỗi tiểu đoàn phải chia làm 2 lớp, mỗi giáo viên sẽ đảm nhiệm 3-4 bài giảng. Trước khi lên lớp giảng bài thì các giáo viên sẽ được tiếp xúc trước với đối tượng. Tướng Khai kể rằng,
Qua gặp gỡ tôi thấy tù binh hàng binh sĩ quan ngụy quyền, hầu hết thì được đào tạo cơ bản, từng hưởng lợi ích vật chất bổng lộc của Mỹ, nên việc giáo dục cải tạo họ phải có hình thức, giải pháp linh hoạt. Quan trọng nhất là giáo dục thuyết phục. Chỉ trước đó một thời gian ngắn, nhiều đối tượng trong số này từng thề quyết tử với Cộng sản, từng gây ra bao tội ác nợ máu với nhân dân. Tuy nhiên, hiện giờ, tình thế đã khác. Tôi có niềm tin rằng họ cũng là con dân Việt Nam, hầu hết đều xuất thân từ gia đình lao động, do bối cảnh lịch sử nên hoặc tự nguyện hoặc bị bắt buộc làm tay sai, phản nước hại dân. Điều quan trọng là trong công tác giáo dục thì phải khơi dậy tinh thần dân tộc, nghĩa đồng bào, ý thức tiếp thu tư tưởng mới, tự giác cải tạo. Một lớp học có thể lên tới 1.000 tù binh. Địa điểm học là một ngôi nhà mái tôn do tù binh và cán bộ của ta cùng nhau dựng lên. Hầu hết các tù binh tham gia học tập thì đều có tinh thần cầu thị, học chăm chú lắng nghe, ghi chép cẩn thận. Tướng Khai kể rằng có một kỷ niệm đáng nhớ khi giảng dạy tù binh trong buổi thứ hai. Đó là vào lúc giải lao giữa hai tiết giảng, một đối tượng chừng 35 tuổi nhìn vẻ trí thức hỏi giảng viên: "Dạ thưa ông đánh giá thế nào về Lê Văn Duyệt?" Tướng Khai không ngần ngừ, lập tức trả lời ngay: "Tào quân Lê Văn Duyệt là một công thần trụ cột của triều Nguyễn, vừa có tội vừa có công. Nhưng các anh không phải như Lê Văn Duyệt." Đối tượng đáp dạ, rồi bước lẫn vào đám đông. Sau này tướng Khai cũng tâm sự rằng: "Tôi muốn anh ta nhận thức rõ mình là ai và cần phải làm gì để được hưởng sự khoan hồng của cách mạng." Khi vào đất Sài Gòn, chúng tôi có dịp đi chơi và thấy tên đường Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Văn Duyệt. Thấy tờ 100 đồng tiền ngụy có in hình Lê Văn Duyệt. Trong sử sách, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo thì rõ rồi, nhưng Lê Văn Duyệt là ai? Vì sao lại được vinh danh, chọn đặt tên đường và in ảnh ở tờ tiền ngụy mệnh giá 100 đồng? Tìm hiểu thì tôi được biết Lê Văn Duyệt là một vị tướng đã cứu Nguyễn Ánh thoát khỏi sự truy đuổi của nghĩa quân Tây Sơn, giúp Nguyễn Ánh đánh bại quân Tây Sơn khi triều đại Tây Sơn đã thoái trào. Ông là vị tướng cương trực, liêm khiết, có công dẹp giặc và tổ chức nhân dân khai hoang lập ấp, bảo đảm cuộc sống ấm no, an ninh, bền vững, được nhân dân địa phương kính trọng. Tôi nghĩ, khi hỏi tôi câu đó chắc anh ta muốn cách mạng đánh giá mình vừa có tội vừa có công. Nhưng khi nghe tôi nói các anh không phải như Lê Văn Duyệt, thì anh ta không dám đối thoại tiếp. Trong một buổi học khác có tù binh thưa: "Dạ, cho phép tôi khai lại hoàn cảnh gia đình." Tướng Khai hỏi: "Vì sao?" "Dạ, vì lần khai vừa rồi chưa đầy đủ. Tôi có 4 vợ nhưng chỉ mới khai 2, vì mỗi lần chuyển vị trí đóng quân tôi lấy 1 vợ. Tôi mới khai 2 bà ở Sài Gòn, còn 1 bà ở Đà Nẵng, 1 bà ở Huế thì chưa khai." Tướng Khai cũng suýt phì cười, nhưng kìm được nghiêm túc nói: "Được, không những vợ mà các việc khác theo yêu cầu đã được hướng dẫn, các anh phải khai đầy đủ, không được dối trá." Đối tượng đáp dạ, cảm ơn ông. Lớp học đặc biệt mỗi ngày lại có thêm những câu chuyện kiểu như vậy. Những băn khoăn của hầu hết tù binh đã được những cán bộ phụ trách giảng dạy lồng ghép giải thích trong các buổi giảng, nói cho họ hiểu rõ chính sách nhân đạo nhân văn của Đảng và nhà nước ta trong việc đối xử với từng loại tù binh hàng binh. Năm 1978, tướng Khai có lần được về công tác tại trường sĩ quan lục quân 2. Khi tới thành phố Hồ Chí Minh, đang đứng ở công viên Quách Thị Trang gần chợ Bến Thành để chờ xe thì có người chạy đến trước mặt: "Chào thầy ạ." Tướng Khai thực tình không biết người này là ai, chắc mẩm anh này nhận nhầm người rồi cũng nên. Thấy tướng Khai ngạc nhiên, người này nói tiếp: "Dạ, cuối năm 1975 thầy dạy tôi ở Tràng Lớn, Tây Ninh." Tướng Khai vui vẻ hỏi han, động viên anh cố gắng làm tốt bổn phận người công dân của xã hội mới. Anh cũng lễ phép nói lời cảm ơn và chào tạm biệt. Quý vị thân mến, trong công tác và cuộc sống thường ngày, nhiều lần gặp lại những người tù binh, hàng binh ngày ấy, thấy họ có cuộc sống tốt, không còn mặc cảm, không bị phân biệt đối xử. Những người quản giáo cũng như giáo viên trong trại tù năm xưa cảm thấy rất vui. Đó là những niềm vui nhỏ trong một chủ trương lớn. Tiến trình hòa giải, hòa hợp dân tộc được thực hiện có hiệu quả trên thực tế chính là nhờ chủ trương, chính sách nhân đạo, nhân văn, tiến bộ của Đảng và nhà nước ta.